Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua một vài những thông tin công nghệ mới nhất trong tuần vừa qua cùng với chuyên mục Cà Phê Điểm Tin. Nhằm chung tay cùng chính phủ hỗ trợ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên giảm chi phí dịch vụ viễn thông, cải thiện điều kiện học tập và làm việc trực tuyến, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã xây dựng gói cước thoại data dành riêng cho cán bộ đoàn thanh niên. Đây là những gói cước được xây dựng hỗ trợ về ưu đãi thoại và data khi truy cập ứng dụng Thanh niên Việt Nam và ứng dụng mạng xã hội khác như Facebook, TikTok và YouTube. Bên cạnh việc hỗ trợ các gói cước ưu đãi theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Tập đoàn VNPT còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của Trung ương Đoàn, đặc biệt là hỗ trợ Trung ương Đoàn chuyển đổi số trong công tác quản lý, phối hợp khảo sát và xây dựng đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các giải pháp tổng thể về số hóa và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo. Những hoạt động này góp phần nâng bước sự phát triển của thế hệ trẻ, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia nhằm thích ứng với sự thay đổi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số. Với mục tiêu trở thành sự kiện thương mại quốc tế hàng đầu về ngành công nghiệp thực phẩm, nước uống và dược phẩm tại Việt Nam, vừa qua, triển lãm và hội thảo quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì ProPack Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 580 đơn vị đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 8 gian hàng quốc tế cùng rất nhiều sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ tiên tiến, nổi bật trong số đó, công ty lò hơi Miura đến từ Nhật Bản đã gây ấn tượng với người tham dự bằng các sản phẩm nồi hơi trực lưu và máy làm nguội chân không chất lượng cao. Văn phòng đại diện Miura Singapore Việt Nam được thành lập vào năm 2018 bởi Miura Kogiyo, nhà sản xuất nồi hơi hàng đầu Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, giúp các khách hàng giảm lượng khí CO2, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường thông qua các nồi hơi Miura hiệu suất cao. Được biết, đơn vị này chuyên sản xuất các loại nồi hơi sử dụng công nghệ của Miura, phát ra lượng khí thải CO và NOx cực thấp, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, nhưng vẫn mang đến mức hiệu suất cao lên đến 98% với mức thất thoát nhiệt thấp. Không chỉ dừng lại ở nồi hơi, các dòng sản phẩm mới của công ty đã được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm lẫn đời sống thường ngày và đang không ngừng vươn ra thị trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, Miura đã bán hơn 700 nồi hơi, máy làm nguội chân không trong ngành thực phẩm cũng là một trong những sản phẩm bán chạy. Ngoài sản phẩm chất lượng, để đảm bảo an tâm cho khách hàng sử dụng, Miura cũng cung cấp dịch vụ bảo trì ZNB và giám sát trực tuyến hoạt động của nồi hơi. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về bảo vệ môi trường, công ty Miura đã tích cực tư vấn, phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải và hướng khách hàng đến việc sử dụng các loại nhiên liệu ít phát thải. Từ đó tận dụng cơ hội, tập trung phát triển và thúc đẩy các hoạt động sản xuất sáng tạo và hiệu quả hơn, đúng với sứ mệnh tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cho khách hàng trên toàn thế giới. Được biết đến như một đơn vị dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc thăm khám và điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực răng hàm mặt, nha khoa Tâm Việt Smile đã gây ấn tượng khi mang đến nhiều giải pháp điều trị nha khoa thẩm mỹ tân tiến, hiệu quả cao cho người tiêu dùng. Cụ thể, đơn vị này đang ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như làm răng sứ chính hãng kèm công nghệ lấy dấu bằng máy scan tiên tiến nhất hiện nay để khắc phục các vấn đề răng hỏng, mảnh hoặc màu sắc không đẹp, công nghệ cấy ghép implant giúp điều trị mất răng với chất lượng và kỹ thuật tân tiến hàng đầu, công nghệ vi phẫu kết hợp hệ thống điều trị nội nha thông minh như máy chụp X-quang hiện đại, thiết bị định vị chớp tân tiến đem đến hiệu quả cao trong việc điều trị tủy răng. Khi tôi cũng có đau răng thì cái con tôi nó cũng giới thiệu tôi đến nha khoa Tân Việt này. Thì tôi đến thì tôi làm thì tôi cảm thấy là năm nay là Tết này là được năm thứ năm mà đảm bảo không đau, không có làm sao, mà khi làm thì bác sĩ rất là nhiệt tình, vui vẻ mà làm rất là đảm bảo, mà các nhân viên bác sĩ cũng vậy. Tôi không có sợ hãi gì, còn trước là tôi cũng sợ lắm, tôi rát lắm, nhưng mà đến thì mới thấy là nha khoa này làm không có đau mà tốt. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực răng hàm mặt cùng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào điều trị nha khoa thẩm mỹ, Tâm Việt Smile đã từng bước khẳng định vị thế của mình, mang đến hàng ngàn nụ cười tự tin cho người tiêu dùng Việt Nam. Triển lãm quốc tế chuyên ngành xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vietbuild 2023 vừa qua đã chính thức diễn ra với chủ đề nhà ở, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất, quy tụ 1.200 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia và khu vực. Nổi bật trong số đó, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cơ điện Kim Mỹ đã gây ấn tượng với người tham dự bởi các sản phẩm quạt điện, quạt công nghiệp, quạt gia dụng Dasin được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Được biết, ngoài các sản phẩm quạt điện, công ty Kim Mỹ còn cung cấp sản xuất và phân phối độc quyền một số sản phẩm khác như ly giấy, ly nhựa, tô giấy, hộp nhựa, nồi điện lồng sứ, nồi chưng cách thủy Dasin, máy lạnh di động, máy hút ẩm Nakatomi chất lượng cao.
với cái mong muốn là càng ngày cái sản phẩm của công ty Kim Mỹ mang đến trên thị trường là những sản phẩm mà có cái chất lượng tốt, đem lại những cái sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Lần triển lãm lần này thì chúng tôi có những cái sản phẩm tiết kiệm điện năng và sử dụng được trong nhiều cái môi trường của văn phòng và môi trường của dân dụng gia đình. Định hướng sắp tới của công ty Kim Mỹ chúng tôi thì chúng tôi mong muốn là cùng với công ty Dasin sẽ phối hợp đưa ra thị trường thêm nhiều cái sản phẩm phù hợp với xu hướng của thế giới. Trong suốt 13 năm qua, công ty Kim Mỹ đã không ngừng nỗ lực học hỏi, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, các xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh cho người tiêu dùng Việt Nam. Nỗ lực ứng dụng nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến bậc nhất là cách mà phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Bondoc đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng cao một cách toàn diện của khách hàng trong hơn 5 năm vừa qua. Được biết đến với sự tiên phong trong việc không ngừng đầu tư cho công nghệ, Bondoc từ lâu đã là một địa chỉ quen thuộc của nhiều vận động viên cần phục hồi chức năng sau chấn thương thể thao và các bệnh nhân sau phẫu thuật xương khớp. Để làm chủ công nghệ cũng như đảm bảo phát huy hết vai trò của những trang thiết bị tân tiến nhất, phòng khám Bondoc sở hữu tập thể bác sĩ 100% được đào tạo bài bản từ những trường đại học danh tiếng trong nước cũng như tu nghiệp nhiều năm tại các nước phát triển như Nhật, Mỹ, Hàn. Tất cả các nhân viên y tế tại đây cũng được đào tạo cập nhật không ngừng hàng năm theo chuyên ngành, thường xuyên tham gia các khóa học nâng cao, làm chủ những kỹ thuật tiên tiến trong ngành chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi nhận vinh danh thương hiệu lần này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cho quý khách khi đến thăm khám và điều trị tại đơn vị của chúng tôi. Các bệnh nhân khi đến điều trị tại đây sẽ được các bác sĩ thăm khám trực tiếp, lên phác đồ điều trị riêng biệt cho từng bệnh lý khác nhau và được hướng dẫn các bài tập có thể tập tại nhà, giúp tối ưu hóa thời gian điều trị, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Với phương châm thấu hiểu, chân thành, yêu thương, phòng khám đã và đang không ngừng khẳng định chất lượng điều trị khi đạt top 5 trên 10 thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia năm 2023. Thưa quý vị, những thông tin công nghệ thú vị sẽ không dừng lại ở đó. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Xin chào mọi người, vậy là đã một tháng kể từ khi mình được cầm chiếc điện thoại Oppo Find N3 Flip này trải nghiệm rồi. Và mình nghĩ đây là một cái khoảng thời gian khá là phù hợp để chúng ta có thể đánh giá một cách chi tiết nhất, công tâm nhất cho nên chiếc điện thoại này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nói về tổng quan thiết kế của em này ha. Thì Oppo Find N3 Flip vẫn được thiết kế rất là mềm mại nữ tính giống như là Oppo Find N2 Flip với những cái cạnh được bo tròn 3D như thế này ha. Đồng thời thì cái màu sắc của em này nhìn cũng rất là xinh xắn nữ tính đó. Đây là màu hồng ngọc bích ha mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái bản lề của em này. Mình thấy là ở thế hệ này Oppo đã làm cái bản lề này nó chắc chắn hơn thế hệ trước rất là nhiều rồi. Đây mọi người có thể thấy là chúng ta mở như thế này thì nó cũng không bị rớt luôn. Trong thời gian sử dụng thì mình thấy là cái nếp gấp của em này nó cũng không bị hằn lên quá nhiều. Và mình sử dụng được một tháng rồi nhưng mà nó cũng không bị hằn sâu thêm đâu mọi người. Cảm giác cao vuốt chạm vẫn rất là thoải mái. Ở bên cạnh này thì sẽ có một cái nút gạt như thế này để các bạn có thể điều chỉnh được âm báo. Ví dụ như là im lặng nè, rung nè, rồi chuông nè, đó nó rất là tiện lợi và mình cảm thấy rất là thích cái thay đổi này luôn. Tiếp theo là về camera. Đối với em Oppo Find N3 Flip này á thì mọi người có thể thấy là thiết kế camera của em này khác hoàn toàn so với Oppo Find N2 Flip. Thay vì là hai camera rời xếp dọc như thế hệ trước á thì em này đã trở thành cụm 3 camera. Và một cái điều đặc biệt quan trọng nhất đó chính là đây là chiếc điện thoại gập đầu tiên sở hữu camera tele nha mọi người. Camera tele này thì có độ phân giải là 32 megapixel, có zoom quang học 2x và zoom kỹ thuật số là 20x. Thì với tất cả những cái thông số trên á là sẽ giúp cho chiếc điện thoại của chúng ta có thể xử lý được những cái bức hình chân dung tách nền nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Và khi mà các bạn chụp xong rồi zoom lại thì nó cũng sẽ vẫn sẽ có cái độ chi tiết mà sẽ không có bị bể hình. Tiếp theo thì mình sẽ nói về màn hình ngoài của em này. Mọi người có thể thấy là kích thước và tỷ lệ khung hình dọc thì nó vẫn y chang như là Oppo Find N2 Flip thôi. Nhưng mà em này được nâng cấp và được hỗ trợ lên tới hơn 80 app có thể hoạt động ở màn hình ngoài. Tức là bây giờ ngoài việc các bạn có thể sử dụng được Google Maps hay là TikTok thì bây giờ các bạn có thể trả lời tin nhắn ở trên Zalo nè, hay là các bạn có thể đặt xe ở trên Gojek, đặt xe ở trên Grab này kia rất là bình thường đơn giản luôn. Mà thậm chí nha, các bạn còn có thể thanh toán bằng Momo ở ngay màn hình ngoài luôn, cực kỳ là tiện lợi.
Tuy nhiên thì nó vẫn có một số những cái điểm hạn chế, như là cái bàn phím ảo thì nó bị bóp lại hơi nhỏ một chút xíu, vậy cho nên là những ai mà tay hơi lớn thì sẽ khó bấm. Đồng thời thì cái chế độ quay video ở màn hình ngoài nó sẽ không cho phép chúng ta có thể tùy chọn được cái chất lượng video, mà nó sẽ mặc định là Full HD. Tuy nhiên thì cá nhân mình cảm thấy là những cái điều này nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm của mình, và cá nhân mình thì vẫn rất là thích cái sự tiện dụng của cái màn hình ngoài này. Và vừa rồi là những đánh giá nhanh của Cafe Tech về em Oppo Find N3 Flip sau một tháng sử dụng. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với chương trình Cafe Tech trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, với tinh thần hướng đến một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, trong thời gian vừa qua, Cafe Tech đã mang đến khá là nhiều các giải pháp giúp cho các mẹ bỉm sữa hiện đại có thể có một cái trải nghiệm chăm con một cách an toàn, tiện lợi và dễ dàng hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một giải pháp nữa. Và đây là một sáng kiến được một bà mẹ bỉm sữa Hàn Quốc chính hiệu nghiên cứu phát triển và sản xuất. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với giải pháp của số tuần này. Trẻ em có một làn da mỏng manh và nhạy cảm hơn da của người lớn rất nhiều. Vì vậy, da của trẻ thường dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài như vi khuẩn và môi trường. Đặc biệt là các trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi thường vận động rất nhiều. Mồ hôi và các bụi bẩn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của bé. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em cũng cần sử dụng các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ da một cách hiệu quả. Chính vì vậy, nhãn hiệu Genie The Bottle đến từ Hàn Quốc đã nghiên cứu loạt sản phẩm I'm Not A Baby với thành phần phù hợp với tình trạng làn da của các bé. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những ghi nhận và bật mí mới nhất của Cafe Tech về giải pháp của số tuần này. Và thưa quý vị, tại đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chị Cho Yoo-sun, là nhà sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của thương hiệu I'm Not A Baby. Rất vui được gặp các bạn. Tôi là giám đốc cũng như là người sáng lập ra thương hiệu I Am Not A Baby. Dạ, vậy thì với kinh nghiệm của chị thì trải qua với ba bé thì chị cảm thấy rằng là việc mà chăm sóc da cũng như là chăm sóc sức khỏe nói chung của các bé thường sẽ cần phải lưu ý những gì, và hiện tại thì giải pháp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì cho các bạn ạ? Các sản phẩm của chúng tôi dành cho các bạn nhỏ từ 3 đến 12 tuổi. Đây là các bạn nhỏ có làn da khá mỏng manh, do đó các bạn dễ ảnh hưởng từ ánh sáng mặt trời. Bởi vì các bạn đang trong độ tuổi năng động và ưa thích vận động. Từ đó mà khi vận động, các bạn sẽ dễ ra mồ hôi và dính vi khuẩn từ mồ hôi cũng như từ tóc. Chúng tôi muốn chú trọng vào làn da và cơ thể của các em nhỏ. Dạ, vậy thì cụ thể thì những cái sản phẩm của mình sẽ có những cái công thức hoặc là những cái nguyên liệu nào để mà mình có thể vừa giải quyết được những cái vấn đề mà mình vừa mới nêu nhưng mà vẫn đảm bảo là sự lành tính cho làn da của các bé? Các sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn từ tự nhiên, đặc biệt là sữa dê xuất xứ từ New Zealand. Sữa dê là loại sữa gần giống với sữa mẹ nhất, chứa nguồn dinh dưỡng cao và có thể thẩm thấu tốt trên da, không gây nhân rít và không gây hại tới làn da trẻ em. Dạ rồi, trong xuyên suốt một số những cái sản phẩm mà chúng ta thấy ở đây thì như thấy rằng có một cái sản phẩm khá là đặc biệt. Nó giống như là một cái vòi sen mini vậy. Thì cụ thể hơn thì chiếc cái vòi sen này thì sẽ hỗ trợ cho phần nào trong cái quá trình mà mình chăm sóc các bé ạ? Quan trọng nhất là làn da phải sạch sẽ thì mới có thể giúp cho da khỏe mạnh. Tôi đã từng đi qua nhiều nước và thấy rằng nguồn nước ở mỗi nước thì đều khác nhau và không đảm bảo được độ tinh khiết hoàn toàn. Do đó mà chúng tôi tạo ra sản phẩm vòi sen gồm có hai lớp. Lớp thứ nhất nhằm giúp nguồn nước ban đầu trở thành nguồn nước tinh khiết. Sau đó, nguồn nước đó sẽ đi qua lớp thứ hai có chứa vitamin C để tạo thành dòng nước tốt cho làn da của bé. Dạ rồi, vậy thì như bà chia sẻ, bà đã từng trải nghiệm khá là nhiều ở những cái môi trường, ở những cái đất nước khác nhau. Vậy thì bà nhận thấy rằng riêng ở thị trường Việt Nam á, các bé cũng như là các mẹ có gặp những cái vấn đề đặc biệt nào mà cần lưu ý hay không? Ở Việt Nam, thời tiết thường khô hanh và có độ ẩm cao. Do đó, các bé thường hay tắm rửa, nên khi tắm rửa nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến làn da. Vậy nên tôi đã nghĩ ra các sản phẩm tiềm năng là sản phẩm gội và sữa tắm. Nhờ vào sự chú trọng đến làn da của các bé, nên các sản phẩm lotion của hãng cũng được phụ huynh để ý nhiều hơn bên cạnh các sản phẩm khác. Dạ rồi, vậy thì sắp đến đây, I'm Not A Baby sẽ có những cái kế hoạch nào để có thể tiếp cận nhiều hơn đến các mẹ, các bé trong thời gian sắp đến ạ? Tôi đang tiến hành nghiên cứu đến những sản phẩm mang tính chống nước và dưỡng ẩm cao hơn các dòng sản phẩm trước. Cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ về các sản phẩm cũng như là những cái giải pháp thú vị trong ngày hôm nay. Và tin chắc rằng là khi mà các bé khỏe, các bé đẹp thì các mẹ cũng sẽ rất là vui. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã tham dự chương trình ngày hôm nay.
quý vị, mong rằng với những nội dung vừa rồi đã mang đến cho quý vị một nguồn năng lượng tích cực trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Cà Phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ 55 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7 giờ 10 phút sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng số khác để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.